Chào tất cả các chị em của mình đang xem video của Kiều nha. Kiều đang hiện tại đang là giám đốc chi nhánh của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương cũng như là tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương. Ngay trong video này Kiều sẽ cho các bạn thấy 5 lý do để các bạn nên đi tham gia kinh doanh online cùng với Kiều nha, cũng như là cùng với mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Lý do thứ nhất đó là vốn cực kỳ thấp, chỉ cần 2 sản phẩm cùng loại thôi thì các bạn có thể tham gia kinh doanh online cùng với chị em mẹ bỉm sữa trong hệ thống của Kiều rồi. Lý do thứ hai để các bạn đi buôn cùng với Kiều đây nè. Kiều đang hiện tại đang là giám đốc chi nhánh của mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Kiều đã có 4 năm kinh nghiệm đó là kinh doanh online cùng với Linh Hương rồi. Và 5 năm kinh doanh online trên thị trường online. Đó, tại vì lúc trước là Kiều cũng đã kinh doanh những mặt hàng khác. Và Kiều sẽ giúp cho các bạn đó là gia nhập sĩ sẽ ra đơn ngay lập tức trong vòng 24 giờ. Quy trình tuyển sĩ trong 7 ngày. Và sẽ giúp cho các chị em của mình có mức thu nhập ít nhất đó là 2 triệu đồng trên một tháng. Lý do thứ ba cực kỳ quan trọng luôn đó là chất lượng sản phẩm. Linh Hương đang hiện tại đang có 9 năm trên thị trường kinh doanh online cũng như là sản xuất mỹ phẩm. Và Linh Hương đang có 4 nhà máy. Nhà máy số 4 đang có công suất lớn nhất và nhà máy hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á về sản xuất mỹ phẩm, đạt chuẩn GMP và ASEAN. Và đang trong là một trong những nhà máy hiện đại nhất, có cánh tay robot và có quy trình sản xuất riêng. Và đặc biệt là dòng sản phẩm của Linh Hương đang rất là nhiều chị em của mình ưa chuộng cũng như là tin dùng. Lý do thứ tư giúp cho chị em của mình nên quyết định kinh doanh online không là lý do thứ tư này đây. Thứ nhất đó là Linh Hương sẽ có đến tận 5 chính sách dành cho khách hàng kinh doanh online cùng với Linh Hương. Chính sách thứ nhất đó là bảo hành kích ứng đổi trả. Thứ hai đó là bảo hành cận đát chỉ duy nhất có ở mỹ phẩm Thiên Nhiên Linh Hương. Và thứ ba chính sách thai sản. Thứ tư đó là chính sách độc quyền dành cho người chỉ kinh doanh Linh Hương thôi. Và thứ năm ra sản phẩm mới, bảo hành và thu hồi sản phẩm cũ lại. Lý do thứ năm là một lý do rất là đặc biệt luôn, người kinh doanh online nên có kho hàng sẵn và Kiều đã có một kho hàng sẵn. Lúc nào chị em của mình lên bill hoặc là mình có đơn inbox chị ơi em muốn tham gia kinh doanh online là Kiều sẽ ship hàng ngay lập tức cho các bạn để các bạn sẽ có hàng để trả cho khách hàng của mình nhanh nhất. Và các bạn ơi, có rất là nhiều bạn chia sẻ với Kiều đó là chị ơi em muốn kinh doanh nhưng mà khi mà nhập hàng thì lại không dám nhập hàng. Đó là các bạn không dám đầu tư thì làm sao các bạn có thể có được mức lợi nhuận cũng như là khách hàng của mình inbox ngay cho Kiều mà Kiều không có hàng thì làm sao Kiều có thể trả hàng cho các bạn để các bạn tham gia online. Đó, và đây là một cái kho hàng rất là to lớn như thế này nha. Đây là một trong những lý do mà các bạn nên lấy hàng ở kho lớn như Kiều. Và Kiều cũng đã đầu tư một cái kho hàng rất là nhiều sản phẩm để đảm bảo mức lợi nhuận. Và khi mà các bạn gia nhập vào trong Kiều á là Kiều sẽ đào tạo cho các bạn nè và tặng quà cho các bạn khi các bạn gia nhập ngay lần đầu tiên nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Kiều và hy vọng các bạn xem xong video này thì các bạn có thể bắt tay vào alo cho Kiều và inbox cho Kiều để Kiều hướng dẫn cho các bạn bắt đầu kiếm tiền từ ngay video này luôn.